Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí ha, đến từ đồ xưa tiệm chọn đồ dốc. Hôm nay lên một chiếc đồng hồ treo tường cho anh em mình tham khảo ha. Đó, như đây con ở giữa anh em ha. Như chúc bạn anh em thấy á, đây là một con ở Việt Nam anh em gọi là con tà khúc anh em ha. Đó, những con tà khúc có cái mẫu váy anh em. Đó. Những cái dòng như thế này á, anh em mình treo á, bày chơi á, rất là đẹp anh em. Phải nói là những cái con tà khúc là chưa bao giờ làm anh em mình thất vọng. Nói về độ đẹp của nó và độ giống như kiểu mà cái dáng cổ điển đó nè. Và đặc biệt tà xích đó anh em, thì thường á, là anh em mình biết được nó hết dây lúc nào ha, để cho anh em mình kéo lên kéo xuống, kéo lên kéo xuống đó. Và cái vẻ đẹp của nó thật sự á, là khi mà nó thòng xuống anh em, nó trơn cái con đồng hồ ra dài. Và đặc biệt những cái con tà khúc như thế này anh em mình có thể treo cao được ha, anh em mình treo cao lên đó, treo cao lên thì tại vì mình kéo xích mà, nên là mình không có phải cần phải lên cót leo lên để mà anh em mình lên cót ha. Và anh em mình có những cái bờ tường á, cái cột á đó, hoặc là anh em mình để ngay ở bên chỗ cái tivi á anh em, thường phòng khách có cái tivi giữa anh em mình để hai bên nó nhìn đẹp lắm anh em ơi, rất là đẹp ha. Và tà khúc là một trong những cái chiếc đồng hồ tà khúc tà lê rồi á, là bày đời cò rất đẹp anh em. Ok anh em, cũng như mọi khi ha, anh em mình cùng với em đi soi xem cái chiếc đồng hồ này nó như thế nào. Trước tiên em xin báo về thương hiệu cấu hình cũng như là kích thước của em nó. Con này thì mấy cái dòng này anh em thường thì nó đến từ Hà Lan anh em ha. Ở Hà Lan à, cũng giống như là những cái con tà lê à, thì hay con tà lê thì này là con tà khúc anh em ha. Nó design theo cái kiểu khác à, thì cái trái tạ này thì nó khúc vậy, còn tà lê thì trái lê à. Cấu hình của nó là hai tạ anh em, chơi ba gông điểm bính bông anh em ha, điểm bính bông đó, ba gông ba búa điểm bính bông. Thường anh em thì những cái con mà đồng hồ bính bông á, ở trên tạ lê hay tạ khúc đồ anh em, thì cái âm của nó không có to ha, âm nó nghe nó nhỏ, nó vừa thôi à, cho nên là anh em mình có thể để trong phòng ngủ cũng được, hoặc là những trong văn phòng làm việc cũng được, nó không ảnh hưởng gì tới mọi người ha. Cái âm chuông của nó chủ yếu là những cái con này là để bày ha, không phải là để chơi âm đâu, âm nó nhỏ lắm anh em, âm nó nhỏ nghe nó vừa phải thôi à, âm điểm chuông là 30 phút chạy tuần anh em ha à, mỗi chiếc đồng hồ đều có cái mã số anh em. Con này là con TK207 anh em ha, TK207 à, kích thước chiều cao tổng thể của nó là 69, tính luôn từ cái con tiện xuống anh em ha. Đó, em lấy từ cái con tiện xuống luôn á, xuống cái bộ váy này luôn nè, là 69 nè, ngang của nó là 30,5, chiều sâu của nó là 17,5 anh em ha, đường kính mặt số của nó là 13 cm. Giá giao lưu là 4.800.000 đồng anh em ha. 4.800.000 bao gồm bảo hành máy lên đến 5 năm toàn quốc nha anh em. Đó, bảo hành máy lên đến 5 năm toàn quốc, bao ship toàn quốc nha. Anh em nào ở khu vực Sài Gòn là bên em giao lắp tận nơi nha. Đó, em ở Gò Vấp Sài Gòn cho nên là sẽ hỗ trợ cho anh em mình giao lắp tận nơi ở khu vực Sài Gòn. Còn anh em ở xa là em sẽ ship tận giường cho anh em ha, free ship. Đó, bảo hành máy lên đến 5 năm toàn quốc nha. Anh em lưu ý những cái mức giá đi ra nó sẽ kèm những cái điều kiện gì nha, rất là quan trọng nha anh em. Ở cái giá mà đưa ra em là em nói rất là rõ ràng và minh bạch anh em ha. Đó, bảo hành máy lên đến 5 năm anh em ha. Đó, giấy trắng mực đen này ngoài. Rồi đi soi đi anh em ơi, mấy con này thì thôi cái độ đẹp của nó thì miễn bàn anh em. Và đặc biệt chơi tại khúc tạ lê á, thì anh em biết sao không? Khi mà bên nước ngoài đem về anh em nó xấu lắm anh em ơi, nghĩa là cái vàng đồng này nó xuống hết rồi, vàng đồng này nó xuống, cái bộ vỏ của nó vàng đồng thì nó đen thui rồi, bộ vỏ nó nhìn không thấy miếng vân nào hết, nghĩa là nó xuống hết trơn rồi đó. Cho nên á, là để mà hồi sinh lại được cái vẻ đẹp như thế này á thì tốn rất là nhiều tiền tốn khá nhiều tiền nó mới được vậy nè mà. Đó, đồng hồ anh em nó cũng giống như là những phụ nữ lớn tuổi vậy, muốn đẹp á là phải tốn tiền nha anh em, chứ không phải là đơn thuần là nó đẹp được gì đâu nha anh em, không có, phải có tiền nó mới đẹp vậy, như vậy nha anh em lưu ý nha. Nó không phải là đơn giản là nó muốn đẹp là đẹp gì đâu anh em. Đó, anh em coi nè. Và anh em biết không, những cái chiếc đồng hồ cái này mà nó đẹp như vậy á, anh em mình về bày chơi nhìn nó mới thích nè. Thứ nhất là đề độ sạch sẽ anh em ha, không có dơ dái, nhìn nó không phải là như là cục dây chai anh em ha. Thứ nhì nữa là những tất cả những cái vân gỗ nó lộ ra hết. Thứ ba nữa là vàng đồng của nó sáng sủa hết anh em ha. Mình nhìn vô á, nhìn nó thích lắm anh em. Ngày nào mình cũng ngắm nó, nhìn cái vẻ đẹp của nó, nhìn nó phê lắm. Còn dụ như mà nhìn nó đang thui dơ dái, nhìn nó không còn miếng vân gỗ nữa, nhìn nó chán lắm.
Cái này là em chia sẻ rất là thật ha. Anh em nào mà đang sở hữu tạ lê, tạ khúc đồ á, mà nó xuống quá rồi á, thì anh em mình nên đi làm đi. Nên đi làm cho nó đẹp lại. Anh em mình ngày nào cũng nhắm nó hết mà nhìn nó, nhìn nó như đồ dễ chai á anh em, chán đời lắm. Nhìn nó khó chịu lắm. Ở đây là phần đầu trên nè anh em. Đó, phần đầu trên nè. Đó, sạch sẽ không anh em, đẹp không anh em. Cái này anh em mình lâu ngày nó quá bụi á, anh em mình lấy cái khăn á, anh em mình lau qua ha, lau cho nó sạch cái bụi trên này. Đó. Rồi ở trên là nó sử dụng ba con tiện đồng anh em ha. Đó, tiện đồng đúc anh em. Ba con tiện đồng đúc. Đó, đẹp không anh em. Như ba cục vàng ha. Ba cục vàng 4 số 9. Em xin lỗi, sorry anh em. Cục vàng 4 số tới ha. Đó, 4 số 3, 4 số 9 là em đem ra tiệm vàng em bán rồi. Bộ này là 4 số tới nha. Rồi đây là cái mẫu trước của nó nè anh em. Đó, anh em thấy không ạ? Sạch sẽ thôi nè. Đó, như cục, như là một miếng vàng anh em ha. Đó, em quay cận cảnh cho anh em mình xem ha. Đó, như một miếng vàng anh em. Đó, vàng đúc. Nhìn nó đã lắm anh em ơi. Đó, đây là cái mẫu hồng rồi nè. Rồi đây là cái chỉ ở trên anh em. Đó, anh em thấy cái tay của em mà. Anh em rồi, nó mịn màng như vậy nè anh em. Đó, gỗ sồi anh em ha. Đó, mịn màng như vậy nè anh em. Đó, đây nè. Đó, mịn màng không? Đây nè anh em. Đó, cái mẫu trong của nó nè. Đó. Rồi đây là cái chỉ nè anh em, chỉ. Chỉ chạy trên. Đó. Tạ khúc thì nó có cái mẫu này anh em ha. Còn tạ lê thì cái mẫu của nó là mẫu đồng. Đó, cái chén nó nằm ở bên trong đây. Đó. Rồi. Bên hông là anh em. Đó, anh em nhìn. Phê hồi nè, gỗ sồi anh em ha. Đó, đây là cái cửa sổ lưới nè. Rồi, đây là cái trụ ở bên trái này nè. Đó, cục vàng 4 số 9. Trời. Nhìn phê đi. Đó, tèm. Đó. Cái này là chỗ mà người ta nói là cái khu đường đen anh em ha, chứ không phải là thương hiệu nha. Nhiều anh em tem Fuji này nè, anh em tưởng đâu là thương hiệu, không phải nha, không phải thương hiệu nha. Đó, rồi đây anh em thấy mà. Đó, anh em coi vàng đồng đó, đó sâu kỹ vô nè. Đó, anh em mới thấy là sự khác biệt nè. Đó, đây nè. Rồi, đây mặt số nè. Mặt số tạ khúc thì nó sẽ khác cái giao diện của tạ lê chút xíu nè ha. Đó, mặt số anh em coi chạy tia đẹp không? Đó, nhìn cái mặt đó anh em. Đó, mặt như vậy gọi là 10 điểm anh em ha. Mặt số vậy là 10 điểm. Đó, trong quà văn anh em. Đó, cặp kim bông ha. Đó, quà văn. Đó. Thường á anh em, tại khúc á thì nó còn một cái lịch trăng sao ở trên đây nữa ha. Nhưng mà cái con cái dòng này thì nó không có lịch trăng sao. Mà cái lịch trăng sao anh em thì nó chạy xay là để trang trí thôi ha. Chứ còn nó không có đúng với cái lịch âm ở Việt Nam mình đâu nha. Không đúng nha. Đó. Rồi, sôi Tết. Tiếp anh em ơi. Đó, anh em coi cái chỉ của nó nè. Đó, chỉ của nó nè. Đó, chỉ của nó nè. Rồi, nó cũng giống như là tạ lê anh em ha. Đây là cái bợ. Đó, cái bợ của giống như bợ tạ lê vậy đó. Nhưng mà cái tạ lê thì nó lại không có cái bợ này. Anh em thấy không? Nó không có cái bợ kiểu này. Tạ lê thì nó sẽ gắn trên đây luôn anh em ha. Và đây anh em thấy là bốn con tiện đồng anh em ha. Đồng đúc anh em ha. Nó giống tạ lê ha. Đó, anh em coi bốn cục vàng. Đã không anh em? Cái trụ đỡ nhìn nó phê đi anh em ha. Đó. Đây anh em, đây đó. Anh em có cái vân sồi của nó nè. Đó, anh em có cái bàn tay của em nè. Em coi em vuốt nè. Đó. Đó, như vậy mới chơi nó mới phê nè anh em thấy không nè. Anh em vuốt nè. Nó căng mịn như là da em bé anh em, nó không có sần sùi ha. Không có sần sùi xé. Đó, rồi đây anh em nhìn nè. Phê không anh em. Đó, sồi gương luôn đó nè. Sồi gương luôn á. Và anh em biết không, những cái bộ vỏ như thế này anh em xài thêm mấy chục năm nữa anh em à, nhiều khi xài chơi hết cả cái đời người của mình luôn anh em, nó cũng không có bị gì hết anh em à. Nghĩa là mình không có quan tâm gì tới nó hết á. Đó, mình đem về là mình hưởng thụ cái đẹp này đầu tiên cái này. Đó, đây là hai quả tạ anh em ha, hai quả tạ khúc anh em coi cái lắc này. Đó, cái lắc đã không anh em. Đó, vàng the luôn anh em ha. Đó, đây cái đuôi của nó nè. Đó, đuôi nó nè. Rồi. Đó. Đẹp không nè. Chơi là phải soi kỹ ha. Em là tuyệt đối không bán hàng qua một hai tấm hình ha. Đó, tất cả phải được làm video clip rõ ràng đến cho anh em mình hết. Nhất là những anh em ở xa phải có một cái cách nhìn trực quan nhất anh em ha. Trước khi anh em mình xuống tiền. Đó. Đó, em nhìn mà em còn phê nữa mà anh em. Đó.
À, anh em biết chơi tạ lê tạ khúc là phải như vậy nó mới đẹp anh em ha. À. Tại vì ngay bản thân cái nhà sản xuất họ sản xuất ra thì nó cũng là như vậy anh em ha. Đó, trong quá trình sử dụng mà lâu năm lâu tháng thì nó sẽ cũ đi, nó bị oxy hóa, nó bị này kia, vân gỗ nó không còn nữa, nó đen thui, nó xù xì, nó chày xước rồi kia nọ. Đó, nhìn nó như đồ giấy chai, còn nhìn những cái này anh em chơi nó phê lắm anh em. Đó, phê nè. Mà anh em lưu ý nha, muốn đẹp như thế này là anh em tốn nhiều tiền lắm nha anh em. Khá nhiều tiền ha. Thậm chí á, có nhiều con tạ lê anh em là cái tiền mà làm mà đàm đẹp nó nên mà bằng luôn cả cái con tạ lê, cái con tạ lê từ bên nước ngoài đem về luôn anh em ha. Em chia sẻ rất là thật ha. Đó, muốn đẹp là phải tốn tiền nha anh em. Đó, mời anh em xem chi tiết phần máy. Anh em xem chi tiết phần máy anh em thấy sao ạ? À? À, một chiếc máy đến từ Đức anh em ha. Đó. Nó cần được phải được bảo dưỡng trước khi giao lưu, đó là quy trình bắt buộc anh em ha, và đó cũng là một sự khác biệt. Anh em mình chơi tạ lê tạ khúc á, anh em mình lưu ý cái phần máy, chi tiết máy là rất quan trọng. Anh em nghĩ đi, những cái máy tạ lê tạ khúc này cái vách nó mỏng lắm. Mà nó kéo một cái trọng lượng tải như thế này anh em, nó kéo ngày này qua tháng nọ. Ở bên nước ngoài á nó kéo mấy chục năm mà. Đó, đem về tới Việt Nam anh em chạy nổi mà chạy anh em chạy đi kiếm thợ thôi. Em chia sẻ rất là thật ha, trả cái ngày hết. Nói chung là chiếc máy là phải bảo dưỡng ha, bảo dưỡng kỹ trước khi giao lưu, và bảo hành lên đến 5 năm toàn quốc nha anh em. Đó, bảo hành lên đến 5 năm nha. Đó, em lúc nào cũng tự tin về những cái chiếc máy mà bên em làm anh em ha. Đó, mình làm vậy chi anh em, để cho nó có cái độ bền, chơi cho nó tốt anh em ha, nó ít cái hỏng vặt hoặc là nó như thế nào với nọ. Đó, quan trọng nghe, chứ không phải lau dầu 300k rồi nha anh em. Bậy giùm bạ luôn nha. Rồi, mời anh em nghe âm đó nha, bính bông nha anh em. À, bính bông. Anh em nghe rất là hay anh em ha. À, mà nó nhẹ nhàng ha, dành cho anh em mình sợ âm chuông á, là cái dòng như những cái dòng như thế này anh em thì thật sự nói thì nó bày chơi nó rất là đẹp ha. Đó, nó bày chơi rất là đẹp. Còn anh em mà chơi nghe chuông nghe nhạc đồ á thì chơi những con thùng. À, con này mà nói về độ bay vậy, anh em cứ hình dung mà anh em mình đặt ở trên cái cột trong nhà, trong phòng khách của mình á, hoặc trong văn phòng làm việc á, nhìn nó đẹp lắm anh em, mà nó sáng sủa như một cục vàng anh em ha, nhìn nó đã. Đó. Ok anh em, với mức giá là 4.800.000 đồng đã bao gồm bảo hành và vận chuyển anh em. Nếu thấy hay anh em hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo. Cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.